Bên này mát quá trời luôn nè. Đi lặn anh, đi lặn cá mú. Cho nó cháy bớt kìa. Chỗ mình ở những cá mú được cả nhà. Cá mú đen hả? Cả nhà ơi, lần này mình dính thêm một em cá này nha. Cả nhà ơi, xin lại dính thêm một con nữa cả nhà. Là hai con nha. Cua hả? Con có cua không? Cua to. Có kìa, nó to được con. Quá wow, vậy ngon luôn. Hôm nay mình đãi một anh du lịch luôn cả nhà. Nha. Cậu lấy hình đi. Rồi bây giờ cháu mình đã thả xuống biển cả nhà. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cá mà chim bé. Vậy hả? Đá giả. Cái này là đá giả đó, cầm cầm. Xi măng nhẹ. Đậu không đều á. Không có gì là đúng rồi. Cái ông lỗ. Xi măng ít á. Lỗ không à? Ít không? Tay lên. Nhẹ nữa không? Cái này cao chả. Cái này thấy không? Quá nhẹ luôn. Đây. Xuống túi kia. Lấy kiến còn trong đó kìa, nhớ cái ông không? Qua tới tới chỗ kia đi mình lấy kiến luôn. Nào cũng vậy, mình lấy rồi đi qua bên đây. Qua có cậu luôn á. Vậy hả? Ừ. Nhìn lắm đi, nhìn kiến đi. Điện bảo anh. Rồi đây. Anh nghe mày. Cái đầu bẫy cua mày lắm vậy. Thiệt tưởng nó hư đó. Nó hư. Rồi đi làm bây giờ mình đi qua đó đi, qua đó đi rồi cái đi qua tới cây dừa cuối cùng nha. Đi. Bây giờ mình đi nè. Bên này mát quá trời luôn nè. Đi lặn anh, đi lặn cá mú. Xuống dưới kia lặn túi kia luôn. Ở đây cát mà đâu có gì đâu. Thấy lặn xuống thấy nó cái mình thả mọi cái để ăn à. Đây. Xong, mới bắt. Thôi. Cái cát. Quá trời luôn bảo, bị sóng đập lên quá trời luôn. Hôm nay nước lớn nè, nước lớn cả nhà ơi. Quá nước lớn rồi. Đúng rồi. Nước lên tới đây luôn ha. Quá trời luôn. Yeah. Đây.
Ở về lặn cái này được rồi đó. Về lặn cái này kiếm miếng cua nha. À đâu? Cục luôn. Cục con hả? Không, cục vô rồi đó. Thầy Bảo cầm cậu cầm không? Cầm. Cầm bè cậu. Cổng này, cổng này. Mình đi con này kéo đi không? Vâng. Con này kéo đi nè. Đây được không? Còn đây. Hả? Dạ, được rồi đó. Rồi. Rồi, ok. Chí dễ ra dễ rồi được. Đây. Tập mày ra đi không? Mấy con lặn đây nha cậu. Đi tên đó trước nha. Giúp. Kim bo 7 cua trước đi Bảo. Nó ăn cua lắm á. Cá mú nó ăn cua lắm cả nhà ơi. Cá mú ăn cua rất là nhiều luôn, nét lớn nữa nè. Mình sẽ đi tới đó trước nha cả nhà. Tới đó trước với mấy cháu mình để mình kiếm củi này kia, mình để đốt trước nha luôn cả nhà. Rồi mình xuống đây câu với mấy cháu mình luôn. Mấy cháu mình nó đang đi câu cá bún trước đó cả nhà. Hôm nay thì nước rất là cao nha cả nhà. Giờ này tầm cỡ 3 giờ rồi nên nước lên đó cả nhà. Chỗ này tắm thì khỏi nói, nó mát quá trời luôn. Dừa này là dừa lâu năm nha cả nhà. Cũng gần trăm năm không nữa cả nhà. Người dừa này nè. Rất là lâu rồi đó. Mình đoán là cỡ tầm cỡ 50-60 năm gì đó cả nhà. Hoặc là 70 năm cũng có ha. Tại lúc mình chưa sinh ra đã có mấy cây dừa này rồi. Có không? Bảo. Bao tay hả? Bao tay lấy em nè. Để lấy cái bao tay cho cháu mình cả nhà, cho nó bắt mấy con cua. Nè bao này ơi. Nè, con đưa bao tay cho nó đây. Nè con đưa cho. Nè bao. Trong đó là 4 cái đó. Hả? Gì anh? Không đâu anh ơi, cỡ đó đó. Không anh, cháu em mới đứng đó là anh thấy rồi. Không sao anh, nè cứ gì anh mang dép vô. Anh tin. Quên đeo dép hả? Ồ, thì anh phải mang dép vô để nó không nhận nó mà. Dạ. Nó đau dữ thốn rồi. Ờ, có dép mà. Có dép nó đau rồi. Ờ, cái đó, cái loại anh, loại cá mú này nè. Ờ, câu vậy hả? Dạ. Ờ, cái đây cũng câu. Nó thả xuống là nó ăn gì nè đó. Ờ. Nó cá mú nè. Hay nhờ. Cá hổ nè. Dạ. Mà sao cầm nó phải có bao tay chứ không nó đâm. Dạ đúng đúng rồi, có bao tay. Dạ đây là cá mú hổ chị. Đây là cá mú hổ giống như con cái da beo á, da cọp á. À, hay nhờ. Con này có cái gì con to lắm á. Có. Ăn ngon lắm á. Anh biết sao không? Tại cho em xem con này. Dạ đây này anh. Cầm vô. Cầm. À. Giỏi thế. Cá mú gì anh? Đây cá mú hổ chị. Ừ. Dạ. Nó anh chị thấy nó giống cái da beo nè, giống như cái da của con beo á. Câu đi một ngày câu được mấy ký? Này em câu em quay lên YouTube của em thôi. À, dạ, em lại YouTube rồi mấy đứa cháu em nó lên YouTube hả? Dạ. À. Rồi sẵn rồi mấy này nó phái đi lắm. À. À, đi làm live hả? Dạ dạ.
Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì xin lại tiếp tục đi tới đây để quay tiếp với cả nhà. Như lại gặp thêm một người anh đi du lịch nữa cả nhà. Nên mình quyết định sẽ cùng anh hôm nay trải nghiệm ở đây luôn nha. Chỗ này là cái chỗ ở đảo mình đó cả nhà. Nên bây giờ cả nhà thấy đẹp không? Thì vô tình ảnh thấy thôi. Bây giờ là mình sẽ cố gắng làm sao đốt cái ống lửa này nè. Mình mới làm xong cái nhà. Mình đốt cái này lên xong rồi cái mình sẽ câu ít cá ở đây ha. Câu cá ở đây coi thử có không. Nếu không có thì mình xuống dưới đây mình lặn với đứa cháu mình luôn. Rồi nướng lên cùng với anh mới quen của mình đây nè. Đó, rồi cho anh thưởng thức cá nướng của mình luôn nha cả nhà. Tưởng em ở đây, ai cũng tưởng em chỗ khác. Em câu mớ cá lên thì tải manh. Có anh có rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một ít củi nữa cả nhà. Cái củi đó không đủ rồi. Tại vì mình đốt bằng tre không à. Chờ đây ai đốt cái gì ta. À đây cây dứa nữa cả nhà. Ủa, đốt cháy dứa hết trơn. Chà. Cây dứa cháy à. Cả nhà thấy không? Cái cây dứa nó cháy là cháy dứa khác trơn. Đây người dân ta đốt quá. Dưới này lâu năm lắm trời, dưới này chắc bự quá nha. Cái này quá chi bự. Mình là đang quay phim. Rồi mình đang câu cá. Các anh các chị đi du lịch đó cả nhà. Họ ghé qua họ coi. Rồi họ thấy. Rồi họ có thử mình làm cái gì với lại câu cá như thế nào, đi ra làm sao cả nhà. Thì cả nhà xem nha, các anh chị nè. Đó. Anh chị đi tới đó. Cái này mà đang ngồi đây nè. Là anh cũng muốn xuống tắm mà anh sợ bị té đó cả nhà. Không dám xuống. Có đôi cái mắt kiến chảnh rồi. Còn chỗ này là mấy chị đang chụp hình nè. Với lại cũng chút nữa vô tắm luôn. Đó, bãi đá chỗ mình rất là đẹp cho cả nhà. Với lại ở đây rất nhiều khách ra chơi nha. Mình phải đi kiếm thêm củi nữa. Đây hít củi gì ta, có cái củi bự nào hết trơn vậy. Chờ. Ây da. Wow, cái này không có gì nữa cả nhà ơi, không có củi nhiều như mấy cái điểm kia mình đi. Dưới này cả nhà, chỗ này là dưới nhiều hơn mấy cái điểm khác. Dưới rất là nhiều luôn. Nhà thấy không, dứa rất là nhiều luôn nè. Chà, cái này dứa nhiều ghê. Trong bụi này có trái nè. Trái nhỏ cả nhà, chưa lớn, trái nhỏ. Đây, kiếm bức tủi. Đây có cái tủi. Mấy cây ở nhà. Quá. Wow.
cái đá này rất là bén nha, cái nhà đi các phải cẩn thận nha. Có nhiều anh chị ra đi chơi đi không kỹ bị té nha, đứt chân. Đá rất là bén. Cái dứa tiếc quá, cái dứa này cái dứa lâu năm cũng như vậy. Mình có đưa cái bắt kiến cho mấy anh chị lặn để mà ngắm san hô như cả nhà, để ngắm mấy đàn cá nhỏ dưới đó đó. Hy vọng là mấy anh chị sẽ biết lặn. Ở nhà nha, mình vừa mới câu được em cá này cả nhà. Cá này mình không có nướng đâu cả nhà, tại vì cá này nướng vô nó ăn bỏ lắm nên mình sẽ bỏ nha. Mình thả lại về nước nha. Cả nhà nhìn bỏ nha. Cháu mình ở những cá mú được cả nhà. Cá mú đen hả? Nè. Chụp luôn hả? Chụp luôn ha. Để chụp cảnh tắm cả nhà. Cậu dính được con nào đúng không? Thì cậu dính được con cá kia kìa. Con cá gì cậu có thả đó. Cá đó hả? Cái này cháu nó dính con cá mú quật rồi cả nhà. Nhà thấy không? Dính cá mú quật là giờ mình phải mở ra cho cháu mình. Còn đây mấy em cá mú hổ rồi cả nhà. Ba em cá mú hổ nè. Vậy chút nữa mình con này đem về đi ha. Còn con cá mú hổ này á là mấy cậu cháu mình nướng ăn ở đây luôn cả nhà. Để lửa đằng đó kìa. Bắt được con cua mấy con cá. Nãy con bự con này nó không bò đi kéo căng hơn con này nhiều lắm cậu. Mà bị rớt. Dạ. Đổi lưỡi không? Không. Con đem về đi. Nè, hồi nãy cái lưỡi bị gì nè cậu? Hồi nãy cái lưỡi bị méo cái gì nè. Làm sao cái này bóp vô được. Hồi nãy méo mới xảy con bự nữa con bò chỉ. Có cần thay lưỡi khác không? Lớn này bận gì? Đây. Mấy cá để trên đây đi cậu. Để nó đi. Cá để đây đi rồi cậu nướng luôn nha. Hay là chờ chút nữa. Chờ chút nữa đi. Chờ chút nữa đi qua kia. Đâu, đi này ra đây lặn nè. Okay. Cái mắt kiến kia cho anh kia mọi người. Cái này con cua gì mà
Cả nhà ơi, lần này mình dính thêm một em cá này nha. Em này bự nè, để lại nha. Em hồi nãy thì nhỏ nha cả nhà. Còn này thì bự, nên mình sẽ để lại nướng luôn đi cả nhà. Tại vì em nãy quá nhỏ đi, với lại mình nghĩ nhỏ thì cá thịt đó sẽ bở. Nhưng còn loại này mình sẽ để lại nha. Đây là loại bự rồi. Bự hơn chút thôi. Mình nghĩ ăn được. Để lại hả? Cả nhà ơi, xin lại dính thêm một con nữa cả nhà. Là hai con nha. Em này bự nha cả nhà. Em dính thêm con nè. Cái lọ này nó dính nhiều. Cái to hả? Lát em kêu mấy thằng cháu lại câu thôi. Nè, nó dính nè. Dính được hai con nữa cả nhà. Đây con thứ hai nha. Con thứ ba kia mình giục rồi. Ý là nãy mình câu dính ba con giống vậy nè cả nhà. Mà con đầu tiên thì nó nhỏ rồi. Còn hai con này mình sẽ để lại mình nướng nha cả nhà. nhé chục lớn cả nhà ơi. Đây nhà xem đi, nhà thấy hai em của mình không? À, em này hơi nhỏ chút nha, mới câu nè, còn em này bự nè, hai em rồi đó cả nhà. Nướng luôn cả nhà ơi, giờ thêm cá muống rồi được rồi, để mình câu thêm chút nữa nha. Ông anh mình ổng đang lặn nè, đó đang lặn kiếm ốc nhiều lắm. Còn mình thì sẽ câu đây thêm chút nữa ha. Rồi có cá, còn thêm chút nữa kiếm cá tiếp. Giờ khách rất là đông nha cả nhà, khách đang xuống rất là đông nha. Giờ họ đang chơi đùa cả nhà, quá trời luôn. Chỗ này tắm khỏi nói luôn cả nhà. Cái anh khách lực của mình ảnh đang lặn ốc á. Em thôi mình để cho anh lặn luôn, còn mình thì đang đốt lửa nè. Nhiều không anh? Nhiều không? Nhiều không? Ốc nhiều không? Nhiều à? Cái đó tới tối về luộc lên lấy cái kim anh nhanh nhượng. Sẽ ăn đã lắm á, cái đó con ngon, ốc nó dai lắm á. Ốc nó ngon lắm rồi nhà. Chút mình lại nói ảnh cho mình quay chút xíu ha. Ảnh ra ảnh chơi cái ảnh sợ cái mình khuyến khích ảnh nên lặn chơi xíu đi, cái anh thấy ốc nhiều quá cái anh bắt luôn. Em có thành quả. Đó. Đó rồi. Đây đây. Em ơi, xanh xanh trắng trắng nữa. Cái này bây giờ luộc á anh. Khỏi nói nữa. Đây này cả nhà. Anh mình bắt lên đít rồi. Đây là ốc mặt trăng. Trăng. Nó như thằng này hay sao? Dạ, không phải, nó khác nhau, khác ăn nhau. Ăn được không? Được luôn, ăn được luôn, cái này ăn ngon hơn. À, này ăn ngon hơn. Anh thấy không? Nó giống như cái mặt trăng nè. Trăng à. Dạ. Này có ốc bi nè. Ừ. Một là ở đảo hay gọi ốc bi à. Còn ở trên mạng hay gọi là ốc mặt trăng. Ừ. Cái mặt nó giống mặt trăng nè. Nhiều lắm. Dạ. Đây giờ loại này là hiếm rồi đó. Ừ. Tại giờ này nó ra nhiều, 5 giờ ra rồi đó. Ừ. Dạ. Vì tối nay về ăn ngon. Anh ăn được ăn cái ruột nha. Ừ. Được ăn cái ruột. Ý là ăn cái thịt thôi. Ừ. Ăn cái đầu thôi. Rồi cái ruột xanh cắt đi để thôi, mình khỏi yếu á. Nhiều khi mình yếu bụng á, mình ăn cho hai đau bụng. Ừ. Cái đầu được rồi, cái đầu ăn dai dai, sụp sụp ngon lắm. Ừ. Đây là ốc anh bắt rồi. Quá trời ngon luôn cả nhà. Cái này xỉ ngon lắm nè, anh ăn nha. Ừ. Xỉ ngon lắm. Nhiều quá, của ông anh. Này. Ở cái này anh luộc kỹ quá đó anh. Cái là anh thục vô này nè. Ví dụ luộc kỹ quá sẽ thục tuốt cho ông khó lấy lắm. Còn con này không sao đâu, con này vừa so xong anh để 5 phút qua được rồi. Ừ. Ngon, ốc ăn ngon.
cái này bữa em ăn rồi, dây sạch sạch mỏng. Cái này hàng chín rồi, nướng cá thôi. Hả? Có xỏ hàng cá rồi. Chưa nướng. Chưa nướng, em đợi thêm mấy đứa em đem bánh cá kia tới nữa. Em nướng luôn. Nướng cá luôn. Dạ, cái này là con cá mó. Nó trơn lắm, nó trơn lắm. Tại nó khô đó, nó khô da nó. Chứ lúc mà nó còn ướt, anh cầm nó trơn nhá. Rớt ra rất ghi rô vô hoài à. Anh nướng à, nướng ngay cái đầu cái ăn ngon. Anh chưa ăn lần nào phải không? Chưa. Chắc nướng luôn quá. Ừ. Vậy để nướng xuống cho. Cua hả? Có cua không? Giờ đây có mú gà nhiều lắm anh. Có mú gà dữ. Cái này đi có con. Con nó màu đen là cá rô nha. Cá rô phi. Nó màu đi luôn ha. Cái này loại nhỏ ha. To. To luôn ha. Bên đây nè. Giờ nó ra đó anh. Em mới xảy con nhỏ, con này có xíu. Xảy nó giống luôn. Luôn con bự coi. Xác vô. Con này bự ha. Bự ghê trời. Đem con cua. Đem thêm hai con này bạn. Nó đem con này về đi. Cháu mình nó được 3 con nha cả nhà. Anh vô. Ba con. Anh. Thấy không? Nó bự lắm, nó thả xuống lại bự lắm. Này để em chụp cho anh bo đem về luôn nha. Rồi nha. Quá wow, vậy ngon luôn. Hôm nay mình đãi một anh du lịch luôn ở nhà. Món cá của mình. Anh ăn thử đi anh. Này muối Tây Ninh luôn nè. Cái da cũng được anh, mà cái điều nó hơi khô thôi. Cái da cũng được, hơi khô thôi. Ăn chút khoai lang với anh đó. Đó anh thấy sao? Ngon. Ngon không? Tuyệt vời. Có béo gì không? À, ngon. Béo. Béo. Béo béo. Cái muối này vô ok à. Ôi, wow. Này quá đã không? Ngon phải không? Ngon. Đúng là cá nướng mà. Mà tại anh thôi, anh ăn cái da cũng được nữa. Ví dụ như anh ăn cái da cũng được nữa. Cái da cũng ngon, tại vì mấy em biết ăn da đó. Ăn cái này nè, miếng này ngon nè, chấm cái này. Chút mua cá mú đi, chút mua cá mú nữa anh ăn còn ngon nữa. Ngon lắm. Cái nhà cá mú nè, cá mú sắp chín nè cái nhà. Đó. Trời ơi, nó nóng. Nóng rồi đó. Dạ. Tuyệt vời. Đừng cầm vô vậy á. Trong nó bụi rồi đâu. Hả? Cái đầu nó bó bụi rồi. Im anh à, im à. Tuyệt vời. Con ăn da không được, ăn gì cũng được đó. Im không? Còn con nó lúc chút nữa em đảnh luôn. Con nó mớ cái đầu nó bụi rồi. Vậy là nó nào không? Cái gì? Cái nóc lộn. Nóc cái nóc hả? Vậy nóc? Không. Anh nó lấy cầm muối ra luôn, cầm muối ra luôn, ăn ngon ha, đã ha. Số cái mặt số 1, kê anh à. Không ngon lắm ở nhà, nói chung là anh mình không ăn là thấy ngon lắm. Rất ngon miệng, tuyệt vời luôn. Chúc mừng em đã anh con cá mú cọp nha. Đây, cá mú cọp nè cả nhà, 4 con. Ăn cua thì con rồi. Quá, tuyệt vời quá. Ngon quá à. Đừng có ăn xương nha. Rất ngọt. Qua này. Đừng ăn xương nha. Lắm. Cảm giác đưa vô muối ngon nên anh nhận nha. Tuyệt vời. Em muốn ghi kỹ mấy con cá này cái lên ăn cái này. Từ từ. Trời ơi. Rồi. Đâu con này. Còn một con nữa cả nhà. Quá trời đã luôn nè. Cái này mình ăn gì rồi cả nhà ơi? Mình mời ông anh mình con cá này luôn. Anh ăn đi.
được rồi. Thử thử năm con đi. Ngon hả? Im không? Quá tiền. Im ha, im. Trời ơi, cá đã kìa. Tối gì đi, tối em gửi qua cho nha. Để xíu anh cho mấy là anh qua anh. Dạ dạ, vậy dạ, chút nữa em tới anh luôn nha. Dạ, chút năm tới cho anh đi rồi, em rồi phát cho em đi, em gửi qua cho lẹ. Mình hôm nay có duyên gặp ông anh này cả nhà, rồi sẵn rồi mời ảnh con cá mú cọp rồi luôn. Nên ảnh rất là thích luôn cả nhà. Cá mú này mình nướng là ok luôn á, tại cả nhà nướng kỹ quá là nó khô nha, ăn không ngon nha. Thấy không? Đợi bảo rồi. Em tên gì nhỉ? Em tên Sinh. Cảm ơn Sinh nha. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Còn ốc đó tối nay anh về đi anh luộc đi còn ngon hơn nữa. Đó rồi, ốc rồi. Sao bảo không? Đây anh, đó. Rồi. Dạ. Vậy nha. Nha, chút nữa rồi em tới nha. Okay. Rồi, chút ghé tới anh. Còn không thấy thôi cái gì em chuyển qua cho. Chút nữa anh đeo máy lại cho. Dạ dạ. Em sợ đây mạng nó yếu quá anh Nhượng. Em sợ mạng này nó yếu quá. Được, có gì mặn mạnh em gửi hình qua cho. Quá ngon luôn. Dạ dạ. Bye bye anh. Dạ. Cái má là cái ngon nhất. Cậu mày ăn mỗi đứa nửa con đi bảo. Mày gỡ nó giùm cậu đi. Ha. Được rồi. Cậu ăn nửa con, ăn nửa con. Để con ăn cái má cái đó. Có gì cậu qua đây cậu chờ ảnh tới luôn rồi cậu chuyển hình qua cho ảnh. Rồi mấy con cứ câu đi, câu xong đi về ha. Giống bữa vậy đó. Đây. Dạ cháu mình nó sẽ mời cả nhà xem cái thịt con cá này nha cả nhà. Cá cọp thì mình cũng đã quay rất nhiều clip cho cả nhà xem rồi. Hôm nay thì mình cũng chỉ quay lại sơ cho cả nhà xem thôi, chứ là cho cả nhà thưởng thức thêm thôi. Rất là ngon nha cả nhà. Đây là cái da của nó nè, mình mời cả nhà nha. Trời ơi. Ba lần nữa rồi đó. Ngon quá đây. Em à. Quá ngon cả nhà ơi. Cháu mình ăn không ngớt luôn, với lại cộng thêm cái muối nè Bảo ha. Muối này em ha. Muối rất là ngon cả nhà ơi. Ăn cá nướng này mà mình hợp với lại muối Tây Ninh nha. Trời đã lắm cả nhà. Về uống nước đá nữa trời tới luôn. Dạ. Rồi bẻ ra đi con, bẻ nữa đi. Bẻ không? Con bẻ đi không sao được. Vậy con cứ bẻ đi. Lấy nhiều lấy. Đây. Ăn cho biết vị thôi. Mời cả nhà nha. Giờ mình ăn miếng muối cả nhà. Dạ. Trời ơi. Nữa không cậu? Quá đã luôn. Cho vào khúc này đi, bẻ khúc này. Ừ. Bẻ ngang đi bảo. Bẻ vừa vừa thôi. Bẻ khúc này thôi. Ngồi lại ăn cái đầu, ăn khúc này ngoan đi. Bẻ lên, nóng không? Rồi được rồi. Mình đã ăn nhiều rồi cả nhà, nên mình giờ tặng cho cháu mình một ít. Đó, mình để cho cháu mình ăn. Ngon quá nhà. Trời ơi. Nước câu ngay tại chỗ đem lên ăn luôn nha. Được có một con vậy ra ba con. Bằng luôn. Đúng con. Ăn được con. Ăn muối nữa không? Em muốn thêm kìa, Bảo. Thôi được vậy. Thêm đi. Còn kia cô Nhung đặt thêm rồi. Lắm. Hả? Ăn đúng không? Ừ. Muối nhiều nó khác lắm. Nước đá sao luôn kìa, bữa này. Ừ, đấy, không? Nước đá kìa con, nước đá kìa. Nước đá đó, đi uống. Rồi, bên này nè, mới ngon em. Thôi bây giờ video cũng đã khá dài cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình xin hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Hẹn gặp cả nhà vào những cảnh hấp dẫn hơn với lại món ăn ngon hơn nữa. Hy vọng là sau cậu cháu mình sẽ câu thật là nhiều cá muốn bự hơn để mà mình nướng cho cả nhà xem mấy cái loại bự cả nhà. Ăn nó sẽ ngon hơn. Hôm nay thì mình sẽ đem loại bự này cho cháu mình đem về cả nhà ơi. Để đem về nó ăn. Rồi bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh mình. Đây là thành quả của cậu cháu mình cả nhà. Cháu mình nó câu thêm được ít cá mú rồi nè. Đấy bự ghê không? Bự ha. Ừ. Phải thì con này nãy cái con bự hơn đó.
Nãy mình hồi nãy có con bự đúng không nhà? Bị sảy rồi. Con này nè, cỡ này nè cả nhà. Con này chắc cỡ 200 g không? Đây là em cá đốc nhím. Cá banh di động. Cá banh di động hả? Dạ. Dạ nó cậu. Từ từ rồi dở lên. Còn sống nha cả nhà. Thấy chưa còn da lắm cả nhà thấy không? Từ 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 bảo từ từ. Còn sống nha cả nhà, còn sống nè. Thả xuống là đầu xuống biển liền đó. Ảnh còn sống cả nhà ơi. Còn đây là mấy con cua này mình đã bẻ càng hết rồi. Hả? Không không, rửa xe à. Đậu ăn bên đi. Này cả nhà. Mình có đem một ít cua về nè. Bẻ càng hết rồi để nó không cắn. Mấy xin lưa cắn rồi. Đây. Đây là thành quả của mấy cậu cháu ngày hôm nay. Nó cắn này cậu. Đây, bốn em cá mú bự nha. Bốn em là cả nhà. Quá trời khủng luôn. Năm. Năm em không? Năm con nhưng mà có bốn con bự. Bốn con bự. Này thằng thường ký nhiêu bao? Hả? Thường cá này bán ký nhiêu vậy? Cá này hả? Ừ. Cá bự này là ký 50. Mà nhỏ hơn chút nữa là cỡ con này nè cậu. 50 hả? Cá này là thường bán ký 50 nha. Cỡ con này là ký 40. Bữa này bữa mú to to không có nhà mú đen rồi. Cái điểm đó câu quản hết ha. Cá mú nhỏ nhóc cậu ơi. Lặn nó chui ra chui vô chui ra chui vô. Rồi nãy có con bự con này là trời. Nó bắt được cái bự vô. Thả cái đây bạn. Thả xuống biển rồi. Giờ mình thả nó xuống biển rồi nha. Rồi bây giờ cháu mình nó thả xuống biển rồi nha. Còn sống nè. Còn sống nè. Chưa. Đúng không? Rồi thả đi. Khuất. Nào hỏi xì ra nó bơi nè. Ủa con này chắc không xì nữa rồi. Đúng rồi. Xì không có xì kìa. Cái đang xì nhỏ lại kìa. Đang xì đó, đang xì đó. Đang xì xuống cả nhà. Đó bắt đầu ảnh sẽ đi xuống biển. Cái con này còn may rồi. Con chết nha cả nhà. Mấy con xì là chết đó. Rồi nó đang xuống rồi đó. Bây giờ. Xuống rồi. Chưa đang xì không?